Đấy, bác xin nó bông. Nó đìa. Chồm không? Đây xem tiếp à?
Bà lấy bao nhiêu bà? Bà lấy 2 tấn. Cho bán 1 tấn luôn. Bán 1 tấn.
đấy, đâu nó xin đó, thằng nó xin thằng cầu vàng sẽ đưa con này. Em có xin nhà hàng không? Nhà bà nhé. Dạ. Nhìn kia nè. Nhìn kia bà nhé. Cố lên.